Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính ông bà và anh chị thân mến, sống trong cuộc đời, ai cũng muốn tìm cho mình một cái chỗ đứng, ai cũng muốn tìm cho mình một cái vị thế trong xã hội. Đó là một cái chuyện rất là thường tình. Và cái điều đó đã len lỏi vào trong tâm tưởng của các tông đồ. Cho nên các ông đã đến hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, ai là cái người làm lớn nhất trong nước trời? Thật ra các tông đồ hỏi như vậy không có nghĩa là để tìm hiểu, để mở mang kiến thức về cái cuộc sống đời sau, mà các ngài hy vọng có tên của mình trong danh sách những người làm lớn trong nước trời. Và Chúa Giêsu để trả lời, Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt đứng giữa các ông và nói: Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ này thì các con không được vào nước trời đâu. Và Chúa khẳng định thêm: Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này thì sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Thưa anh chị em, nghe như vậy có lẽ các tông đồ sửng sốt, ngạc nhiên lắm. Bởi vì trẻ nhỏ thời các tông đồ có đáng giá gì đâu mà Chúa bảo hãy trở lại như trẻ nhỏ. Và nếu trở lại như trẻ nhỏ thì trở làm sao? Tuổi tác của mình đã lớn, đã trưởng thành rồi, làm sao mà trở lại như trẻ nhỏ được? Thật ra Chúa không có cái ý nói với các tông đồ trở lại như trẻ nhỏ về phương diện thể chất, thể lý, thưa anh chị em. Mà Chúa muốn các tông đồ trở lại như trẻ nhỏ trên phương diện tinh thần. Đó là hãy sống khiêm tốn và phó thác tình yêu của mình trong tay Chúa, như là một trẻ thơ tìm cái tình thương, tìm cái sự chăm sóc, tìm cái nguồn nâng đỡ trong cái vòng tay của người mẹ hiền của mình. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay được soi rọi bằng cả cuộc đời của Thánh nữ Teresa mà chúng ta mừng kính hôm nay. Trước hết, cái tên gọi của Ngài cũng nói lên cái tinh thần đó. La Petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Teresa, bé nhỏ của Chúa Hài Đồng Jésus. Nói cái tên gọi thôi thưa anh chị em, nó diễn tả được cái tinh thần khiêm tốn đó. Và như đầu lễ tôi có nói với anh chị em, Ngài sống rất là ngắn ngủi.
sinh ra được 4 năm thì mồ côi mẹ rồi. Nhưng mà cái niềm an ủi, hy vọng còn lại đó là nơi các chị cả là Pauline thay thế như một người mẹ. Nhưng rồi với thời gian thì các chị cũng lần lượt dâng mình cho Chúa, để lại Teresa một cái cuộc sống quạnh hiu bên người cha già. Và đến năm 15 tuổi thì Teresa có một cái quyết định là theo các chị dâng mình cho Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, tuổi mới 15, làm sao, nhất là vào dòng kính nữa. Nhưng rồi bề trên cuối cùng cũng cho phép và chị tội nguyện bước vào tu viện. Chị sống âm thầm được 9 năm. Đến năm 24 tuổi thì chị được Chúa gọi về. Đấy, cuộc sống ngắn ngủi. Và chị không có làm gì cao cả, lớn lao. Nhưng tất cả những việc chị làm đều làm bằng tình yêu, trong tình yêu của Chúa, qua những bổn phận nhỏ bé hàng ngày. Cuộc đời chị ngắn ngủi nhưng mà chị đã đi sâu vào trong tình yêu của Chúa, qua việc thánh hóa từng giây phút hiện tại trong cuộc đời của chị. Chị lượm một cái cọng rác, chị cũng lượm bằng tình yêu của Chúa. Chị mai một mũi kim, chị cũng mai bằng tình yêu của Chúa. Bước một nấc thang lên lầu cũng là mỗi bước chân tình yêu của Chúa. Và nhất là những hy sinh trong đời sống của chị. Chị đau đớn nhiều lắm thưa anh chị em. Và ngoài cái đau đớn thể xác ra, chị cũng khổ tâm. Khổ tâm đối với bề trên của mình, khổ tâm đối với chị em trong tu viện. Nhưng tất cả chị đều chấp nhận trong tình yêu của Chúa. Đấy, chúng ta thấy qua lời Chúa và cuộc đời của chị Teresa mở ra chúng ta một cái con đường lên thánh rất là nhẹ nhàng, mà gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng. Đó là chúng ta cố gắng chu toàn những cái bổn phận nhỏ bé hàng ngày của chúng ta, và chu toàn trong tất cả tình yêu của Chúa. Đấy thưa anh chị em, nó rất là ám hạp, dễ dàng đối với anh chị em. Mọi lứa tuổi ai cũng làm được điều đó. Cầu nguyện cho anh chị em cố gắng nên thánh theo đường hướng mà lời Chúa cũng như chị Teresa mời gọi chúng ta hôm nay. Và đầu lễ thì tôi có nói nhắc anh chị em về các anh em linh mục kỷ niệm hôm nay. Chức linh mục quý lắm thưa anh chị em. Và có thể nói là trong trần thế này không có một cái chức vụ nào cao quý cho bằng chức linh mục. Vậy mà Chúa đã trao ban cái hồng ân đó cho anh em chúng tôi qua bề trên, qua Đức Giám Mục, để chúng tôi được tiếp tục cái sứ mệnh của Chúa là cứu rỗi các linh hồn. Cho nên trước hết đó là một cái hồng ân cao cả cho bản thân anh em linh mục chúng tôi. Và đồng thời nó cũng là một cái món quà quý báu dành cho anh chị em. Sống trong cái thời gian giãn cách này, có lẽ anh chị em cũng cảm nghiệm và thấm thía điều đó. Anh chị em không đến với thánh lễ được, anh chị em không đón nhận các bí tích của Chúa được. Cho nên xin anh chị em cùng với chúng tôi cảm tạ Chúa, và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi được cái ơn trung thành, và nhất là cái tâm hồn đầy nhiệt huyết để mà phục vụ Chúa cũng như phục vụ giáo hội. Đừng để cho cái hồn tông đồ trong anh em chúng tôi nó bị phai mờ với thời gian. Nhất là trong cái hoàn cảnh hôm nay, trong cơn đại dịch này, nhiều khi anh em chúng tôi bị giới hạn trong cái công việc mục vụ hàng ngày của mình. Rất cảm ơn lời cầu nguyện của anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Kính thưa ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta thế là đã bước vào tháng 10, tháng Mân Côi. Chúng ta nhớ lần hạt dâng lên mẹ những chuỗi mân côi để trước hết chúng ta tỏ lòng quý mến và yêu thương Đức Mẹ, và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện qua lời chuyển cầu của mẹ để giúp cho đời sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho những ai đang trong cơn bệnh dịch đó cũng được nhiều ơn Chúa để có sức khỏe và được ơn chữa lành hồn xác. Rồi chúng ta thấy bước vào tháng 10 này đó, chúng ta cũng cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Thánh nhân có một đời sống gắn bó với Chúa Giêsu qua tinh thần trẻ thơ. Giống như bài tin mừng hôm nay, Ngài thật sự đã hóa nên như một trẻ nhỏ để được vào nước trời. Sống với Chúa Giêsu, chúng ta thấy không gì bằng cái tình yêu chúng ta dành cho Ngài, đặc biệt là noi gương Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Trước hết chúng ta yêu mến Chúa, rồi chúng ta sau đó mình làm cái điều gì nó cũng tốt đẹp theo. Nếu như mà chúng ta chưa có lòng mến thật sự đó, thì thường chúng ta sống theo cái ý riêng của mình. Mình dễ dẫn đến những cái tánh hư tật xấu và những cái điều không tốt trong đời sống. Chúng ta thấy khi mà nếu như mình có ý định làm cái điều gì không tốt đó, chúng ta sực nhớ lại mình sống trong mối tương quan tình yêu với Chúa đó, tự nhiên cái thái độ của chúng ta nó sẽ thay đổi theo. Thay đổi không phải mình làm theo ý riêng của mình, nhưng sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Đây là cái điều mà chúng ta thấy dần dần mình tiến gần với Chúa hơn. Trong bối cảnh bệnh dịch này dễ đâm ra những cái sự buồn chán, hay là chúng ta dễ đâm ra những cái túng quẫn này nọ, làm cho chúng ta không có suy nghĩ chín chắn cũng như không có suy nghĩ tốt. Do đó, chuỗi mân côi giúp cho chúng ta ổn định tâm trí, giúp cho chúng ta trước hết mình gắn bó với mẹ, sau đó mình sẽ tiến đến gắn bó với con của mẹ là Chúa Giêsu. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu không làm gì to lớn đâu, chỉ sống miệt mài gắn bó tình yêu với Chúa, thì chúng ta thấy để giúp cho Ngài nên thánh đó, điều đó là bước đầu tiên rất là cần thiết. Rồi từ đó Ngài mới tiến đến sống gần gũi, sống tốt đối với anh chị em xung quanh. Do đó chúng ta thấy mình không có phải trước tiên là sống gắn bó với anh chị em cho tốt trước, bởi vì cái này cũng tốt thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta không có cái sự kiên định và bền vững. Bởi vì anh chị em đó đôi lúc cũng tốt, đôi lúc thì xấu, làm cho chúng ta mình cũng chạy theo cái tốt cái xấu đó, rồi chúng ta lúc thì thương, lúc thì ghét, nó làm cho tâm ý của chúng ta nó không ổn định. Do đó cái việc làm của chúng ta tốt xấu nó cũng không có ổn định theo luôn. Tại người đời hay thay đổi, người ta cũng nói 9 người 10 ý đó. Do đó chúng ta thấy sống với người này, cái lúc này thì khác, lúc khác thì lại khác. Chúng ta thấy không bao giờ một cái người đời bình thường mà sống ổn định được đâu. Do đó mình cần cái gì đó ổn định không thay đổi, đó chính là cái tình yêu với Thiên Chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Thì chúng ta thấy cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là ổn định bền vững. Mặc dù mình có lỗi đôi lúc Chúa cũng sửa dạy đó, nhưng mà cái tình yêu to lớn Chúa dành cho chúng ta không đổi bao giờ. Cho dù chúng ta có phạm tội hay không phạm tội, tình yêu đối với Chúa dành cho chúng ta vẫn bền vững và ổn định. Do đó trước hết mình đặt trọn niềm tin vào Chúa, sống với tình yêu của Ngài, giúp cho chúng ta ổn định tâm ý cái đã. Rồi từ cái tình yêu to lớn đó, chúng ta san sẻ cho anh chị em, không phải dựa vào hành vi
tốt xấu của anh chị em để chúng ta yêu mến, nhưng mà dựa vào tình yêu của Chúa để chúng ta yêu mến anh chị em, thì cái tình yêu của chúng ta sẽ bền vững muôn ngàn đời. Chúng ta ý thức được điều đó để trước hết mình lần chuỗi mân côi, và cái lần chuỗi mân côi này đó giúp cho chúng ta ổn định tâm ý với Đức Mẹ, với con của Mẹ là Chúa Giêsu, và đồng thời chúng ta cũng san sẻ cái chuỗi mân côi này cho anh chị em xung quanh. Xin Chúa chúc lành để giúp cho chúng ta siêng năng hơn trong việc lần chuỗi mà ngõ hầu noi gương Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mỗi ngày chúng ta sống gắn bó với Chúa hơn. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, mỗi lần nghĩ về Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu thì rất nhiều người Công giáo chúng ta đều biết được gương mặt của Ngài qua những bức chân dung, hình ảnh Teresa với vẻ đẹp rất mộc mạc, rất là thanh khiết, bên cạnh là một bó hoa, rất nhiều những bông hoa hồng rất đẹp. Tưởng chừng như nhìn thấy thánh nữ thì những người có niềm tin bình dân sẽ luôn luôn nghĩ rằng Teresa trẻ đẹp, ôm hoa hồng, như là được Chúa bảo bọc, chở che, để cuộc sống của thánh nữ rất êm ái, rất hạnh phúc, rất nhàn nhã. Nhưng đến một ngày nào đó, nếu chúng ta được diễm phúc lật cuốn sách về cuộc đời của thánh nữ, Truyện về một tâm hồn, ghi lại cuộc sống của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, chắc chúng ta sẽ giật mình, vì quả thực người ta sẽ không thấy hoa hồng đâu cả, mà người ta chỉ thấy toàn gai nhọn. Thực ra khi ngẫm về cuộc đời đầy hoa hồng như người ta nghĩ về thánh nữ Teresa, thì phải nghĩ cho đúng, mặt ngoài chính là hoa hồng, nhưng bên trong là những gai nhọn. Tại sao những vùi dập của đau khổ trên cuộc đời của thánh nữ không làm tắt đi những đóa hoa hồng nở rộ, ngát hương thơm của cuộc sống Ngài? Lời Chúa hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta. Ngay từ trong đường lối của Thiên Chúa ngàn đời, Thiên Chúa cũng đã yêu thích con đường gai nhọn trong và hoa hồng ngoài này rồi. Lời của Chúa vẫn luôn luôn uốn nắn dân tộc Israel. Ngay trong bài đọc 1, chúng ta thấy bầu khí của môi trường Do Thái giáo, môi trường đạo đức mà ngôn sứ Isaiah đang sống, là một bầu khí luôn luôn nghĩ tưởng về một Thiên Chúa chỉ có quyền năng, một Thiên Chúa sẽ sẵn sàng trừng phạt những kẻ tội lỗi và thưởng công cho những người làm điều tốt. Một Thiên Chúa công minh như vậy, quyền năng như thế, lại được lột tả dưới ngòi bút của ngôn sứ Isaiah, và đời sống của ngôn sứ Isaiah là một hình ảnh khác hẳn. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng, được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con mình. Những hình ảnh đầy tình cảm ngọt ngào của Thiên Chúa dành cho dân tộc Israel, dành cho mỗi người chúng ta đã nằm trong đường lối đời đời của Ngài. Vì thế Tin Mừng hôm nay tiếp tục phác họa cho chúng ta về đường lối yêu thương ấy của Chúa. Thiên Chúa đã sử dụng đường lối rao giảng đầy tình yêu ngọt ngào của Đức Giêsu để tiếp tục chỉ vẽ cho chúng ta về một Thiên Chúa tình yêu ngọt ngào đến thế. Đối với xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, thì các trẻ em vẫn chưa phải là một đối tượng được kể vào con số chung của một tập thể xã hội cũng vậy, mà tập
thể của Do Thái giáo cũng vậy. Thế nhưng là một chuyện lạ khi Chúa Giêsu lại đặt một em nhỏ ở giữa tất cả mọi người đang lắng nghe mình, để đặt em bé làm trung tâm cho một buổi nói chuyện. Ngài muốn mọi người ngước mắt hãy nhìn bé nhỏ này với sự trân trọng rất mực, và kèm theo đó là một lời giáo huấn của Chúa: ai tự hạ như một trẻ nhỏ thế này thì sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Trong nước trời, các em nhỏ lại là trở nên cái đinh, trở nên chủ nhân, là người chiếm địa vị cao nhất trong nước trời. Những người có tâm hồn trẻ thơ lại có một vị trí rất lớn như vậy. Như thế đối với Chúa Giêsu thì trật tự nước trời ngược hẳn với những trật tự của thế gian này. Kẻ nào muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết. Ở đây chúng ta thấy sống giống như trẻ thơ không có nghĩa là phải khờ khạo, không có nghĩa là phải ngây ngô, nhưng tinh thần trẻ thơ được áp dụng cho mọi người, mọi lứa tuổi mà Teresa đã phát hiện ra được như một chân lý để reo hò. Đây chính là bài học thánh nữ rút ra được từ nơi sứ điệp của lời Chúa hôm nay. Ngài hoàn toàn dựa vào Chúa, lệ thuộc vào Chúa, như một đứa con nhỏ thích chạy đến với cha mẹ của mình, và như những cha mẹ thích đứa con nhỏ của mình chạy đến với mình, nương tựa nơi mình, sống nhờ mình. Chính Chúa cũng đồng hóa Ngài với những trẻ thơ. Ngài đã từng nói: ai đón nhận một trẻ nhỏ vì danh Thầy, tức là đón tiếp Thầy. Ngài trở nên trẻ thơ trước mặt Chúa Cha nữa, bởi vì luôn luôn Ngài sống và thực hiện mọi sự theo ý muốn của Cha mình, và Ngài hạnh phúc đi lãnh lấy lương thực nuôi sống mình là ý muốn của Chúa Cha từng ngày sống, từng phút giây. Hạnh phúc của Chúa Giêsu là tìm kiếm và thực hiện ý Chúa Cha. Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Ai không thể cảm được nếu đọc thấy truyện Một Tâm Hồn của Teresa đầy dẫy những đau khổ dằn vặt suốt cả một đời thánh nữ. Từ bé đã nhìn thấy khổ đau, và lớn lên trong đời tu trì cũng cảm nhận khổ đau. Khổ đau trong bệnh tật, khổ đau trong ước muốn mà chưa làm được. Thế rồi thánh nữ đã khám phá ra được rằng trong đau khổ người ta không thể bị vùi dập, mà đau khổ chính là chiếc giường êm ái để diễn tả tình yêu đối với Chúa. Khi ướp đau khổ bằng tình yêu của mình, thánh nữ đã biến cuộc đời của mình trở nên nhân đức và tỏa ngát hương thơm như những đóa hoa hồng là thế đấy. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Teresa đã không làm được một điều phi thường nào. Ngài cũng không được mọi người nhìn nhận Ngài đã làm những việc gì phi thường. Chỉ có một điều, Ngài đã làm tất cả mọi việc nhỏ bé với một tinh thần phi thường. Ngài sống lâu? Không, Ngài sống rất ngắn ngủi, nhưng cuộc sống của Ngài đã đầy chất lượng. Không sống lâu nhưng lại sống rất sâu. Sâu ở chỗ Ngài không bỏ ra ngoài bất kỳ một phút giây nào để liên kết với Đức Giêsu Kitô, người Ngài yêu mến nhất cuộc đời. Ngài không bỏ một bất kỳ một việc làm nào, tận tụy với từng việc làm, với từng bổn phận nhỏ nhất cũng tận tụy, và làm tất cả mọi việc chỉ vì yêu mến Chúa. Cuộc đời mỗi người chúng ta đã trôi qua rất nhiều năm trong cuộc đời này.
mỗi người một độ tuổi, nhưng có thể nói khi chúng ta đặt mình trước mặt Chúa thì chúng ta phải nhìn nhận rằng những tháng ngày đã qua của chúng ta, bao lâu chúng ta đã sống là bấy lâu chúng ta sống chưa đúng nghĩa. Bởi vì sống đúng nghĩa phải là sống sâu như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Chúng ta có thời gian để trôi qua biết bao nhiêu công việc rồi, trôi qua biết bao nhiêu suy nghĩ rồi, mà những việc làm của chúng ta chưa gắn kết với Chúa, thiếu vắng tình yêu, thiếu vắng sự tín thác nơi Chúa, thì mỗi việc của chúng ta khi vui thì rất tự hào, vỗ ngực, thành công. Khi buồn thì tiêu nghỉu, thất vọng, chán chường. Chúng ta không đủ sức sống khi thất vọng. Vì sao? Vì chúng ta cứ kể rằng đó là những thành tích của chúng ta, mà hậu quả của việc làm đó, nó dẫn đến cái hậu quả đó là vì cái nguyên nhân chúng ta chưa làm với Chúa, chưa sống với Chúa, chưa liên kết với Chúa. Ngay trong những thời khắc nặng nề của đại dịch từng ngày trôi qua và sẽ không biết đến khi nào thì việc bình thường mới như chúng ta ao ước. Thế nhưng từng ngày sống này nó sẽ không trở nên nặng nề nữa nếu chúng ta biết tiêu hao những đau khổ, những thử thách của đại dịch trong chính việc gắn kết với Chúa. Chúng tôi cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta được Thánh nữ Teresa mưa hoa hồng, để mỗi người lãnh nhận được ơn bình an trong ngày lễ mừng long trọng của Ngài. Xin cho những hoa hồng tỏa ngát hương thơm thánh thiện của Thánh nữ Teresa cũng ướp lấy cuộc sống từng phút giây của mỗi chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, tiến sĩ hội thánh. Phải hiểu là được phong tiến sĩ hội thánh ít nhất có 3 điều kiện. Trước hết phải là một vị thánh đã được tuyên phong. Thứ hai là phải có một học thức uyên bác lỗi lạc. Và điểm cuối cùng quan trọng là được giáo hội tuyên phong tước vị là tiến sĩ hội thánh. Chính vì thế 2000 năm qua ở trong giáo hội mới có 36 tiến sĩ hội thánh mà thôi, 32 vị thánh, tiến sĩ hội thánh nam và 4 nữ tu tiến sĩ hội thánh. 4 nữ tu tiến sĩ hội thánh là Thánh Teresa Avila, Thánh Catarina Siena được tuyên phong năm 1970, Thánh nữ Hildegard Bingen được tuyên phong năm 2012, và Thánh nữ ngày hôm nay chúng ta mừng kính Teresa Hài Đồng Giêsu được tuyên phong vào năm 1997. Chỉ so sánh với 3 thánh nữ tiến sĩ hội thánh thì chị Teresa Hài Đồng Giêsu đã biểu hiện khác thường. Lý do là 3 thánh nữ của hội thánh kia đã viết luận chứng về đời sống tinh thần, về đời sống, về con đường thiêng liêng tu đức một cách lý luận chân thực. Nhưng riêng chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu thì lại không hề viết những gì như thế. Chị chỉ vâng lời để viết cho 2 chị của mình, vừa là chị ruột vừa là bề trên, theo dạng hồi ký một tâm hồn. Với giọng văn đơn sơ, có thể gọi là ngây ngô nữa, nhưng bộc trực. Nhưng tất cả cái nội dung của chị viết lại tái hiện mạnh mẽ, mới mẻ mà điều ngày hôm nay Chúa Giêsu mới nói với chúng ta ở trong tin mừng. Đó là trở nên như trẻ nhỏ, mà chị Teresa Đồng Giêsu gọi là con đường nhỏ hay là con đường thơ ấu. Chủ yếu là
làm sao nhận ra được thân phận của mình yếu đuối mỏng manh, để rồi tín thác, để rồi tin tưởng vào Chúa quan phòng trong tất cả mọi sự, như là một em bé buông mình ở trong vòng tay của cha mẹ. Con đường thơ ấu của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu rất phù hợp với lại tất cả mọi người. Chị nên thánh không bằng những hy sinh, những hãm mình kinh khủng không, mà chị đã nên thánh bằng những việc hy sinh nho nhỏ, vui lòng từ bỏ những ý riêng. Điều quan trọng nhất của chị đó là làm sao làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh, cho dù bất cứ chuyện gì cũng đón nhận để mong tìm được một nụ cười của Chúa. Chị Teresa Hải Đồng Giê-xu, 15 tuổi vào dòng kín, 9 năm đời tu, 24 tuổi đời, chị đi trọn đường tình của mình. Còn chúng ta thì sao? Nhìn lại đời mình, chúng ta có thể đặt câu hỏi và làm sao cho mình trở nên như Chúa muốn được không? Mời cộng đoàn chúng ta tuyên xưng đức tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cùng với giáo hội mừng kính Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, tôi xin được chia sẻ một đề tài không mới nhưng lại là nét chính yếu trong đời sống của thánh nữ và của mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh này, đó là thái độ của ta trước đau khổ. Đừng nhìn Teresa trẻ đẹp trên tay ôm một bó hồng mà nghĩ rằng cuộc đời Teresa sung sướng, hạnh phúc, thanh thản. Hoa hồng là nét bề ngoài, gai của hoa hồng nằm ở bên trong. Đau khổ khi biến thành nhân đức mới trổ sinh hoa hồng được. Quả thật cuộc đời của Teresa từ nhỏ đến lớn bao phủ bởi rất nhiều đau khổ. 4 tuổi mồ côi mẹ, rồi các chị lần lượt bỏ nhà đi tu. Cuộc chia ly diễn ra liên tục, và lúc đó Teresa còn nhỏ nên cảm thấy cô đơn và đổ bệnh. Đến khi được Chúa thúc giục đi tu thì lại chưa đủ tuổi nên rất nhiều người phản đối. Nhưng khi bước vô đan viện, đây mới là thời gian bao phủ bởi đau khổ. Trong hồi ký Teresa viết, khi tôi bước chân vô đan viện là lúc đó đau khổ bao phủ cả cuộc đời của tôi. Thật sự đau khổ cả về thân xác lẫn trong tâm hồn. Trong hồi ký Teresa kể rằng thân xác lúc nào cũng bị một cái căn bệnh quái ác kinh niên, đó là luôn luôn đau đầu và mất ngủ. Nhiều đêm thức dậy bị kiệt sức bởi ói ra rất là nhiều máu. Về tâm hồn, Teresa khốn khổ với bà bề trên trong nhà dòng. Teresa kể bà bề trên rất khó tính, hiểu lầm và lúc nào cũng nhìn Teresa với vẻ mặt không một chút nào thánh thiện. Đến nỗi cứ khi mà Teresa gặp bà bề trên là phải hôn đất. Teresa nói, khi bắt đầu tôi bước chân vô đan viện là cũng những bước chân đầu tiên tôi đạp gai, nhưng là gai của hoa hồng. Thế nhưng bị đau khổ bao vây cuộc đời như vậy, nhưng Teresa lại đón nhận đau khổ một cách tích cực, đó là can đảm yêu mến những sự đau khổ mà Chúa đã gửi đến cho mình bằng cách yêu Chúa nhiều hơn. Teresa nói, tôi là vị hôn thê của Đức Kitô,
thì tôi phải đón nhận thập giá của người giống như người đã đón nhận thập giá từ Chúa Cha. Biến đau khổ thành niềm vui. Có nghĩa là Teresa nói, một ngày nào mà tôi không đón nhận đau khổ thì ngày đó trở thành nhạt nhẽo, vô ích. Teresa có một niềm tin và sức mạnh như vậy, bởi lẽ chị nhận ra rằng đau khổ có khả năng cứu độ. Và đó cũng là sứ mạng tông đồ của Teresa ở trong nhà rồng. Đón nhận đau khổ như đón nhận thập giá của Đức Kitô, và đó là sứ mạng suốt trong cuộc đời của Teresa. Thưa bà ông bà và anh chị em, ngày hôm nay mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta, đất nước chúng ta đang đón nhận muôn vàn đau khổ từ dịch bệnh, từ nghèo đói, từ chết chóc, từ những đổ vỡ, từ những thất vọng, từ những chán chường. Những đau khổ đó có thể là do hoàn cảnh, nhưng cũng có thể là chính gia đình chúng ta đã tạo đau khổ cho nhau, vợ, chồng, con cái tạo đau khổ cho nhau. Vậy đứng trước những đau khổ này, ta có một thái độ và phản ứng thế nào cho đúng với nhân phẩm của con người và đúng với thánh ý của Thiên Chúa? Chắc chắn Thiên Chúa không muốn chúng ta đón nhận đau khổ với tâm trạng ngồi đó để than thân trách phận, để trách Thiên Chúa, để trách con người, và nhiều khi trốn chạy đi đến cái chết. Chúa không muốn cho chúng ta như vậy. Chúa muốn chúng ta đón nhận đau khổ một cách tích cực vì yêu mến Chúa, nhất là biến những đau khổ thành cái cơ hội để mình có thể thông phần vào đau khổ của Chúa. Chỉ đón nhận đau khổ cách như vậy, ta mới thấy đau khổ của chúng ta có khả năng cứu độ. Mừng lễ Thánh Teresa hôm nay, mỗi người chúng ta xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Nữ cho chúng ta vững tin hơn, can đảm hơn đứng trước những thử thách gian khổ. Và chúng ta cũng tin rằng nếu chúng ta được thông phần vào đau khổ của Đức Kitô, thì những đau khổ ta đang chịu ở đời này sẽ có giá trị cứu độ. Hôm nay bước vô tháng 10, tháng kính Thánh Mân Côi, chúng ta hãy cố gắng siêng năng lần hạt mân côi và xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria giúp chúng ta giải hóa những đau khổ qua kinh mân côi và cho thế giới được bình an, nhất là đất nước chúng ta, gia đình chúng ta bớt đi những đau khổ qua cơn dịch bệnh này. Amen. Thánh Teresa mà hôm nay chúng ta mừng kính là một vị thánh nhỏ bé, đơn sơ, mới chỉ 24 tuổi đời. Khởi đầu là 15 năm chung sống với mẹ cha và các chị của mình, cũng nũng nịu hồn hiền như bao trẻ em khác cùng lứa tuổi. Khi 15 tuổi mới kịp khôn lớn thì đã quyết chí đi tu và đã giam mình trong 4 bức tường của dòng kín Carmen. Cuộc đời chị như một bông hoa dâng hiến Thiên Chúa vòn vẹn chỉ kéo dài 7 năm kể từ ngày khấn dòng, để rồi vĩnh viễn ra đi thuộc trọn về Thiên Chúa. Chị Thánh Teresa là một nữ tu thầm lặng và bình thường như mọi nữ tu khác, không có gì nổi nang, đến nỗi khi nằm xuống, nhà dòng đã tự hỏi không biết phải nói gì về tiểu sử chị Teresa vô danh này. Tuy nhiên, khi đọc kỹ lại cuốn nhật ký tâm hồn của Teresa, người ta mới thấy cả một sức sống phi thường và vĩ đại đến thế. Vậy những giá trị cuộc đời của chị Thánh Teresa để lại cho hậu thế là gì? Thứ nhất, sống một cách vĩ đại và phi thường những cái được coi là nhỏ bé tầm thường. Suốt cuộc đời, chị Teresa đã làm tất cả mọi việc với tình yêu lớn nhất và mạnh nhất. Chẳng hạn nhặt một cọng cỏ, cọng rác cũng vì lòng yêu mến Chúa và chị em mình. Đó là bí quyết nên thánh của chị, sống với tất cả tình yêu của mình và đặt để nó trong từng công việc, từng người và từng phút giây của cuộc sống. Thứ đến, chị đã sống một cách sung mãn tất cả những gì mình đang có
và đang sống. Cuộc sống của chị Teresa với 24 tuổi đời xem ra có vẻ dang dở đối với nhiều người vì chị đã ra đi giữa lúc tuổi còn thanh xuân. Nhưng đối với Thiên Chúa thì đây lại là một cuộc đời đầy tràn và có ngọn. Đầy tràn vì chị luôn mở lòng đón nhận ơn Chúa như một đứa trẻ chẳng thể tự mình làm nên trò trống gì, nhưng chỉ cần ngỏ lời với cha mẹ là nó có tất cả. Cuộc đời chị có ngọn là bởi vì cả cuộc sống chị chỉ vun sới cho người khác, cho nên được Thiên Chúa đong lại bằng đấu đã dần, đã lắc, đã vun cao hết cỡ. Tên của chị có được ghi khắc ở trên trời cũng là lúc chị đã về với Chúa. Lúc mà mọi người biết đến chị cũng là lúc chị mưa hoa hồng cho trần gian này. Cuối cùng, chị đã sống và cuộc sống có phẩm chất, và đó mới là điều đáng quý trọng. Cuộc đời của chị Thánh Teresa tuy ngắn ngủi về thời gian 5 tháng, nhưng lại giàu có về nội dung, thua thiệt về số lượng, nhưng lại phong phú về phẩm chất. Tất cả chỉ vì chị đã sống ít, nhưng là sống mãnh liệt, là thắp lên một ngọn lửa dù chỉ leo lét, còn hơn là ngồi yên mà nguyền rủa bóng tối. Sống bao lâu không quan trọng, sống như thế nào mới là điều đáng nói. Sống tốt thì hơn hẳn sống lâu. Có vỏ mà không có ruột thì cuối cùng cũng chỉ là đồ bỏ đồ thừa. Một cây trồng sai trái và ngon ngọt thì quý hơn cả một vườn cây cằn cỗi và chua chát. Cuộc đời của chị đã dạy cho chúng ta phải biết quý trọng cái phẩm chất và dạy chúng ta cách thức tạo nên chất lượng ngon ngọt ấy cho đời. Thưa anh chị em, cuộc đời ngắn ngủi của chị Thánh Teresa buộc chúng ta phải suy nghĩ, và càng suy thì càng khám phá được nhiều điều mới lạ và lớn lao. 28 năm sau khi chị nằm xuống, vào năm 1925, Hội Thánh đã tôn phong chị lên làm hàng hiển thánh để nêu gương cho đời, đồng thời chọn Teresa làm bổn mạng của các nhà truyền giáo. Mặc dù chị chưa đi truyền giáo ở đâu, nhưng tất cả cuộc đời của chị, từ việc lớn đến việc nhỏ, đều hướng về việc truyền giáo. Chưa hết 100 năm sau, tức là năm 1997, Hội Thánh lại suy tôn chị lên bậc tiến sĩ của Hội Thánh vì con đường thơ ấu thiêng liêng mà chị để lại cho hậu thế thật là tuyệt vời. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng nó có ngắn có chút xíu thôi, nhưng mà mang ý nghĩa nhiều lắm. Suốt đời tôi chỉ thấy người ta dạy trẻ con bắt chước người lớn. Đức Giê-xu là người duy nhất trên thế giới dạy người lớn phải bắt chước trẻ con. Đó là vấn đề phải ngẫm nghĩ. Từ bé đến bây giờ, đi học ở nhà trường thì chúng ta thấy các thầy cô dạy chúng ta phải noi gương các vị anh hùng dân tộc, tức là trẻ con bắt chước người lớn. Chúng ta đến nhà thờ học giáo lý thì linh mục tu sĩ dạy chúng ta bắt chước các thánh này thánh kia, cũng là dạy trẻ con bắt chước người lớn. Hôm nay trong bài tin mừng, Đức Giê-xu lại nhìn chúng ta và bảo chúng ta những người lớn là phải bắt chước trẻ con. Thế thì bắt chước trẻ con bắt chước cái gì? Khóc nhè là một, giấm đài là hai, ai mà bắt chước cái đó? Cái mà chúng ta không để ý, đó là sự chân thành của các bé thơ.
Khi người lớn cười thì có thể là cười mỉa, có thể là cười thật, mà có thể là cười trừ. Còn trẻ con không có, nó cười thật tình. Và khi nó giận cũng vậy, nó giận thật, chứ không phải là như người lớn đâu. Người lớn nhiều khi đóng kịch, bề ngoài vậy mà trong lòng không phải vậy. Yêu, nói là yêu mà thật sự lại không yêu. Còn trẻ con thì nó yêu mẹ nó, yêu cha nó yêu rất thành thật, không phải là đóng kịch đâu. Và khi đã tin tưởng vào cha mẹ rồi thì chúng ta thấy rằng đời nó không còn biết sợ một cái gì hết. Tôi thấy một lần một người đàn ông cồn kênh một thằng con trai chắc chừng 2 tuổi. Bé như thế mà ngồi trên cổ, trên vai bố. Bố giống như một tên nô lệ. Rồi đi sang hàng xóm chơi, con chó nó sủa gâu gâu. Cái thằng bé này nếu một mình nó là nó sợ chó lắm, nhưng bây giờ có bố nó rồi, nó chả sợ. Nó còn xúi bố nó: bố ơi, bố đá con chó đi bố. Có bố không biết sợ. Đấy, trẻ con thì nó phụ thác tuyệt đối cho cha mẹ như vậy. Yêu rất chân thành, sợ cũng rất chân thành. Con người lớn thì chả biết thế nào mà lường được. Cho nên Chúa yêu sự chân thành của trẻ thơ, và Chúa dạy chúng ta phải bắt chước nó. Và thưa anh chị em, tôi thấy trong các vị thánh, có vị thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu này là vị thánh cảm nghiệm được cái bài giáo huấn này hơn các vị thánh khác. Bà thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu sống rất chân thành, đến mức độ có một câu chuyện khôi hài như thế này. Bởi vì tôi biết Teresa cũng hơi nhiều, bởi vì tôi và cha Văn là người dịch cái cuốn Thủ bản tự thuật của Teresa. Trước kia thì chúng ta chỉ có mỗi một cuốn Một Tâm Hồn, ai cũng đọc, thời chúng tôi đọc hết. Nhưng mà Đức Pio 12 ngài nói rằng cuốn đó không hay cho bằng cuốn Thủ bản tự thuật. Bởi vì cuốn Một Tâm Hồn là gì? Là cuốn hồi ký tự thuật của Teresa do nhà dòng sửa chữa thêm bớt nhiều lắm. Cho nên Đức Giáo Hoàng bảo rằng nên đọc cuốn Thủ bản tự thuật. Và tôi với cha Văn là hai anh em dịch ký cuốn đó và được dòng kín ở Sài Gòn xuất bản lần đầu tiên. Cho nên tôi biết Teresa nhiều và tôi cũng thương Teresa nhiều. Thế thì có một câu chuyện như thế này. Bà kể là hôm ấy bà đang nguyện ngắm, rồi nó cứ ngủ gật. Biết làm sao bây giờ? Thế bà phải lấy răng cắn môi, cắn thật mạnh cho thật đau để cho nó khỏi ngủ. Nhưng mà nó vẫn cứ ngủ. Đến cuối cùng bà nói thế này: ngủ luôn, ngủ trong Chúa, chẳng có tội gì hết. Thế là bà ngủ luôn, chẳng nguyện ngắm nữa. Đơn sơ thành thật đến như vậy, cố gắng để không ngủ gật. Nhưng mà tại nó mệt quá làm sao đó nó ngủ. Thế cho nên là thôi thì ngủ luôn đi, ngủ trong Chúa. Đơn sơ đến như thế. Chúng ta mà ngủ gật như vậy là đi xưng tội: thưa cha, con ngủ gật trong khi nguyện ngắm một lần hay là hai lần. Còn Teresa bà chả xưng cái tội đó, vì bà không cố tình ngủ, chỉ vì quá mệt thế thôi. Đơn sơ đến như vậy. Và chính cái đơn sơ đó mà chúng ta thấy Teresa hôm nay đã là được giáo hội phong lên chức tiến sĩ. Một bà phước 24 tuổi chết, đã được làm thánh là cao lắm rồi, thế mà bây giờ được làm thánh tiến sĩ như là bậc thầy. Nhưng mà thật ra bà đơn sơ lắm. Bà nói rằng chúng ta như đứa bé ở trong lòng mẹ. Bé ngủ hay bé thức, mẹ yêu như nhau. Bé cười hay bé khóc, mẹ cũng yêu như nhau. Tin tưởng vào lòng yêu của Chúa một cách đơn giản như vậy đấy. Cho nên thưa anh chị em,
Bài tin mừng này cho chúng ta thấy, thứ nhất, Đức Giêsu là người duy nhất dạy người lớn phải học với trẻ con. Còn trên đời này không ai làm điều đó hết, chỉ bắt trẻ con bắt chước người lớn. Thứ hai là chúng ta thấy rằng Đức Giêsu yêu cái sự chân thành đến mức độ nào và yêu cái tinh thần phú thác đến mức độ nào, thì bây giờ chúng ta hãy noi gương bà Thánh Teresa, một người có tinh thần đơn giản, đơn sơ và phú thác. Có lẽ tôi xếp bà vào loại hạng nhất. Chúng ta cố gắng để trở nên bé thơ là như thế. Con xin bắt đầu bằng việc tóm lược thật ngắn gọn tiểu sử của vị thánh mà chúng ta mừng kính trong ngày đầu tiên của tháng 10 hôm nay. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Thánh nữ sinh ngày mùng 2 tháng Giêng năm 1873 tại một thị trấn của nước Pháp. Với lòng yêu mến Chúa một cách đặc biệt và sự miễn chuẩn của đấng bản quyền, ngày mùng 9 tháng 4 năm 1888, người thiếu nữ 15 tuổi này được gia nhập dòng kính Carmelo ở thị trấn Lisieux với tên thánh hội dòng là Hài Đồng Giêsu và Nhan Thánh, thực hiện ước mơ của mình trong màu áo nữ tu dòng kính được 9 năm. Thì ngày 30 tháng 9 năm 1897, vị nữ tu này đã kết thúc cuộc đời dương thế của mình ở tuổi đời 24. Ngày 29 tháng 4 năm 1923, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã phong chân phước cho vị nữ tu trẻ tuổi này. 2 năm sau đó, vào ngày 17 tháng 5 năm 1925, vị giáo hoàng này đã tôn dương người lên bậc hiển thánh. Và rồi cũng 2 năm sau nữa, ngày 14 tháng 12 năm 1927, cũng chính vị giáo hoàng này đã đặt vị thánh này làm quan thầy các sứ truyền giáo. Cuối cùng, ngày Chủ nhật truyền giáo 19 tháng 10 năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là tiến sĩ hội thánh của Giáo hội Công giáo Roma. Thưa quý ông bà anh chị em, dựa trên tiểu sử thật ngắn này, con xin được chia sẻ 3 điều về thánh nhân. Thứ nhất là về tên gọi. Trong danh sách các thánh của Giáo hội Công giáo Roma tính cho tới ngày hôm nay thì có đến 8 vị có tên là Teresa. Vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay được xếp ở vị trí thứ 5, có lẽ là tính theo thứ tự của năm qua đời. Sở dĩ chúng ta gọi người bằng một cái tên dài Teresa Hài Đồng Giêsu là bởi vì một mặt chúng ta gọi đúng tên của người như là cha mẹ đã đặt, kèm theo với tên thánh của nhà dòng mà khi bước vào nhà dòng chị đã chọn cái tên thánh đó là Hài Đồng Giêsu theo như cái quy định của nhà dòng. Và một mặt chúng ta gọi dài như thế có lẽ cũng là để giúp chúng ta dễ dàng phân biệt với 7 vị thánh nữ có cùng tên còn lại. Điều thứ hai là về danh hiệu
tiến sĩ hội thánh. Nói đến tiến sĩ là nói đến một bậc thầy, là nói đến một học vị cao nhất trong hệ thống giáo dục. Như thế, một loạt câu hỏi có thể được nêu lên. Thánh nữ đã học ở trường nào? Nghiên cứu về lĩnh vực gì? Lên Google để đi tìm danh sách của những người tiến sĩ trẻ tuổi, không thấy cái tên nào là Teresa cả. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ không tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi ấy, bởi vì danh hiệu tiến sĩ hội thánh ở đây hoàn toàn không đồng nghĩa với học vị tiến sĩ được trao cho một người thông thái trong một chuyên ngành hay một lĩnh vực nào đó. Nhưng trong giáo hội Công giáo, tước hiệu tiến sĩ hội thánh chính là một danh dự đặc biệt được trao cho một vị thánh có đời sống gương mẫu thánh thiện tốt lành, nhưng phải ở một cái cấp độ là nổi bật, một cái cấp độ là trỗi vượt hơn hết, hoặc là sẽ trao cho một vị thánh có những tác phẩm hay những bài viết mà qua đó tạo nên một sự ảnh hưởng tích cực rất lớn ở trong đời sống của giáo hội. Nói khác đi là khi tuyên phong tước hiệu tiến sĩ hội thánh cho một vị thánh nào đó là giáo hội muốn đề cao sự đóng góp to lớn của vị thánh ấy cho công cuộc thăng tiến và bảo vệ đức tin, và nhất là giới thiệu con đường nên thánh của vị này như là một gương mẫu xứng đáng cho tất cả mọi thành phần trong hội thánh noi theo. Con cũng xin mở ngoặc thêm để nói là cho đến hôm nay, giáo hội Công giáo của chúng ta có tất cả là 36 vị tiến sĩ hội thánh. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là vị thứ 33, và đó cũng là vị tiến sĩ hội thánh trẻ tuổi nhất. Sau cùng là danh hiệu bổn mạng các sứ truyền giáo, được xếp ngang hàng với thánh Francisco Xavier. Nhưng mà cuộc sống của thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, ơn gọi của thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta nhớ thánh Francisco Xavier được kính vào ngày 3 tháng 12, nổi tiếng liên quan đến vùng đất Á Châu này của mình. Người đã bôn ba trên mọi nẻo đường, nhập cuộc trong mọi hoàn cảnh, rửa tội cho ngàn người. Nhưng thánh nữ Teresa thì khác đi. Cuộc sống của người chỉ quanh quẩn trong phạm vi của nhà dòng mà thôi. Nhưng rồi cuộc sống ấy đã mở ra và đã để lại cho thế giới một con đường nên thánh hết sức đặc biệt, hết sức mới mẻ, nhưng cũng thật là đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện. Đó chính là sống khiêm nhường tuyệt đối, luôn luôn coi mình như là một trẻ nhỏ trước mặt Chúa. Tất cả những công việc hằng ngày của thánh nữ đều được làm bởi lòng mến Chúa một cách chân thành và hết mức. Đối với Chúa, người sống tín thác, đối với những người chung quanh, người sống đơn sơ, giống như một trẻ nhỏ
đặt hết niềm tín thác vào người lớn, đặt hết lòng tin tưởng cậy dựa vào người lớn. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu đã nói đến trong bài phúc âm ngày hôm nay. Thật, Thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Lạy Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con. Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho quê hương, đất nước của chúng con.